Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với cái kênh của Ai Quên Cái Minh. Thì hôm nay cũng là ngày 1 tháng 1 rồi và nói chung là cũng cảm ơn anh em đã dành thời gian để theo dõi mình một cái khoảng thời gian cũng khá là lâu rồi đúng không? Thì chúng ta đã cùng nhau đồng hành đâu đó khoảng 4 đến 5 tháng rồi. Và hôm nay cũng là một cái ngày mà mình muốn chúc cho tất cả anh em một cái năm mới thật là vui vẻ, cũng như là mọi sự đều như ý tất cả anh em luôn. Thì nói chung là bắt đầu một cái bài thơ đi nhờ. Bây giờ trước thềm năm mới đã sang, đào mai khoe sắc rộn ràng mừng xuân. Tết về con cháu quây quần, chúc cho năm mới mọi điều may mắn. Chúc ai hạnh phúc sum vầy, gia đình đầm ấm nụ cười an nhiên. Chúc cho khắp cả mọi miền bình an thịnh vượng, tình thương đông đầy. Gió mùa đã thổi nhẹ bay, mùa xuân năm mới phút giây giao hào. Xuân về trên phố hát ca, chị già gái, trai gái chan hòa yêu thương. Ấy, nó lại hợp lý, nó lại gọi là dần dần điệu được cái kiểu, nói chứ tôi sưu tầm ở trên mạng đó anh em. Thôi nói chung là cũng chúc anh em toàn thể anh em trong cộng đồng của mình có những cái điều thật là may mắn trong cuộc sống, và một năm mới sẽ có thật là nhiều gọi là những cái khởi sắc hơn trong cái hành trình đi đến cái sự thành công của mình. Ok, thì bây giờ là cái nội dung của ngày hôm nay là mình đầu tiên mình cũng đã chúc anh em rồi đó, ok không? Thì bây giờ cái điểm danh bên mình server này cũng 30 ngày nông dân nè anh em, thì mình đã lụm ngay cái con quýt rồi và mình đã nâng cho anh em luôn. À, tại vì cho nó đỡ mất thời gian thì để xem là bây giờ mình khởi đầu một cái trận đấu ở trong đấu trường xem như thế nào. À, ok bây giờ tôi xuống đánh ai đi nhỉ? Mấy ông này bây giờ lực chiến cao thế ta? À, Hào à. Ôi bây giờ cái đội hình lên cam mất tiêu rồi, căng quá rồi. Ông này thì cũng cam luôn, anh em cam phết nhỉ. Rồi nói chung là bây giờ để mà mình quét thì mình quét cũng được anh em ạ. À, nhưng mà bây giờ anh em có thể thấy là chúng ta đang gặp một cái phần lỗi, đó chính là cái phần ải chính của chúng ta không có nhân hai, ải tính anh cũng không có luôn. Quên nữa, hôm nay là như thứ hai nhưng mà không có lại nhân hai ải chính, thì biết làm sao bây giờ anh em. Tính ra là anh em nông dân người ta đang đợi tới ngày hôm nay để mà chúng ta xả thì lại không có, thế mới khổ chứ. Bây giờ nếu mà đền bù răng bác thì cũng không có cần, mà anh em nông dân người ta sẽ cần cái nhân hai để mà làm tất cả các thứ anh em ạ. Cũng chán, nói chung là cũng mới đầu năm thôi mà đã xảy ra nhiều cái lỗi rồi, cũng có nhiều anh em than phiền của mình, hầu như là các anh em top người ta cũng bắt đầu nản luôn anh em. Thì game đang chơi tự nhiên hay xong cái bắt đầu vô gặp lỗi các kiểu đồ, là mới có đầu năm thôi thành ra là cũng khá là buồn anh em ơi. Rồi tôi sẽ đi nhận mấy cái này đi ha. Lâm không biết là lên level chưa, mới lên level 64 rồi. Nếu mà tôi xả hết ở trong này ra thì tôi sẽ có được một ít cái phần ấy rồi, nhưng mà tôi cũng không biết bây giờ làm như thế nào luôn. Bây giờ tôi sẽ đợi ha, tôi sẽ cố gắng đợi qua tới ngày mai thì tôi sẽ tích cái phần này, tôi sẽ mua hết đó, mua hết luôn, mua hết 5 lần luôn. Nói chung là cũng tích lại, anh em nông dân mà tích lại đầy đủ. À đúng rồi, bây giờ quên nhập code nữa, mừng năm 2024 này, với lại chúng ta sẽ có thêm một cái nữa anh em ạ. Nè, mừng năm 2024, ok một cái, và chúng ta sẽ có thêm một cái code đầu tuần nữa, 2024. À, tuần đầu chứ anh em, tuần đầu 2024. Đấy, rồi chúng ta sẽ có hai code như thế này để chúng ta nhận nha. À, nhận thôi. Như này là chúng ta đã có thêm được 5 cái vé cũng như là 5 cái phần chìa khóa. Rồi quà tất tay chúng ta có gì đây? 500 đá, 20 cái chì và 10 cái vé triệu hồi đá rồng. Thơm, nói lại hấp vội luôn đó chứ. Nhưng mà bây giờ mình hy vọng là sẽ fix lỗi trong cái ngày mai để tôi có cái nhân hai ải để tôi quét. Bây giờ tôi sẽ cố gắng đợi qua thêm một ngày nữa ha, xem là bên game người ta xử lý như thế nào. Thì hy vọng là sẽ xử lý sớm để chúng ta có một cái trải nghiệm và một cái năm mới nó suôn sẻ hơn và mọi thứ nó sẽ diễn ra thuận lợi hơn khá là nhiều. Đó, tôi sẽ đợi đi. Rồi ngày mai chúng ta sẽ đổi. Thì ở trong cái phần sự kiện này là mình cũng đã có mình nghĩ là cũng đã có một vài anh em review cho anh em rồi đúng không? Thì trong này nó cũng không khác gì hết. Thực sự ra á, với mình thì mình nghĩ là tất tay nên có một sự thay đổi gì đó, nhưng mà ở trong đây nó cũng chưa có sự thay đổi gì nhiều cả anh em ạ. Vẫn là rune, vẫn là một cái hồn vũ khí, và những anh em server cũ người ta có thêm những cái văn chương như vậy là hết rồi. Mình cũng hơi hơi buồn một tí xíu khi mà chúng ta không có những cái vật phẩm mới hoặc là những cái ưu đãi mới, và mình nghĩ là tất tay nó sẽ có bán gì đó nó sẽ ok hơn, vậy mà nó không có bán gì hết anh em ạ. Thôi thì nói chung là bây giờ là có mấy cái này thôi, thì có cái nào thì mình chơi cái đó anh em ạ. Đấu trường là trang bị mình sẽ rút luôn ha, thì mình sẽ đang chơi theo cái kiểu của một vài anh em đó, là mình sẽ quay cái này là 100 lần thôi, cho nên cũng đang dư cái phần chìa khóa. À, cứ chơi cứ chơi, nhận rồi. Rồi đi đấu trường quýnh thử xem. À, sau khi mà mình sở hữu được cái con quýt rồi thì lực chiến của mình nó lên, thì mình không biết rằng là ở trong cái này mình có được cải thiện cái phần bảng xếp hạng hay không. Đánh thử xem như thế nào, mở tiếng nhạc lên nè, đón chào một năm mới xem là bằng bằng một cái trận thắng hay là thua đây. À ngon,
mình đang gây mê hoặc được cả con combo với cả con devil nữa rồi. Bên kia thì Rolly với cả Whip thì chắc chắn là không sử dụng nộ được, tại vì giảm nộ khí từ cái thiêu đốt của con Samukulot. Vegeta. Đấy. Bây giờ nếu mà làm choáng thêm con Devil một round nữa thì lại ngon đấy. Không chứ nhiều cái chất 15 quá luôn nha. Nắm cái chất 15 luôn, bởi sao mấy ông được chiến cao thế. Chết mồ rồi, không có cái choáng của... không có cái choáng cho con Devil rồi. Nó nổ một cái là coi như bay hai ba con bên mình luôn nè. Đấy, bay mất Vegeta Blue của mình rồi. Không sao, không sao. Đi mê mặt hơi nhiều nhưng mà vẫn còn chơi được, vẫn còn sống tốt. Ui giời, Whip đàn to ghê không? Thì mình sẽ cố gắng lên cái con Devil để mà mình nâng cho nó lên cam nha anh em. Lên cam xong rồi bắt đầu mình sẽ đi up môn cho nó. Thì lá xe sắp tới để xem là mình có lên cho nó được môn tứ môn hay là ngũ môn gì sớm nha. Thôi không có cái tráng nào ở đây rồi. Nhưng mà vẫn chưa có đủ nộ. Mình cũng không biết tại sao nhưng mà nhiều khi bị dính nộ là khả năng bị choáng nhiều hơn á. Rồi như vậy là chúng ta kết liễu cái con Rolly rồi. Rồi không có cái hồn hút máu nữa. Choáng. Ngon. Rồi nhiều khi đây sẽ là một cái cơ hội để mà chúng ta có được một cái chiến thắng trong cái đầu năm anh em ơi. Hên quá, không có bị choáng. Rồi, triển. Ok, vậy là xong. Bây giờ là 4-2 thì ăn mừng đầu năm thôi. Chơi hội đồng xíu. Lượm về cái chiến thắng đầu năm cho chúng ta nào. Anh da xanh với chúng tôi. Ok, vậy là chúng ta là có cái chiến thắng ở cái đầu năm rồi. Không biết là có thể là chiến thắng với những ông này hay không nữa. Châu Linh nè, ui mấy ông này đã lên cam hết rồi á, cũng khó khăn đấy nhỉ. Gabriel, cái này cũng là được rồi. Ôi, Tiến Phong này cao phết, 8.900 rồi. Này 6.800 mà mình thì mới có 6.000 mấy thôi, 6.300 hay gì à. 6.800, à mình cũng 6.800, mình cũng cao phết rồi nhỉ. Ôi, mình thua ông này 4 điểm Tiến Phong nè. Để mình đi ra mình nâng 3 điểm, mình quýnh ổng. Dễ. Đó. Ok chưa? Đó, 86 rồi nè. Rồi, đi ba quýnh ổng cái anh em. Chơi là phải chơi như vậy, đầu năm mà. Rồi, không đâu rồi, 86 đúng không? Tôi là lên được, ơi, cùng rồi. À, mình thử test xem cái việc này luôn đây mà. Tức là khi mà anh em cùng một cái lượng tiên phong á, thì xem nó sẽ như thế nào. Thì hôm bữa mình cũng có một cái gọi là một cái tìm hiểu. Đó là cái bạn kia cũng giải thích cho mình là khi mà anh em cùng một cái lượng tiên phong thì ông nào khi chiến trước, ông nào sẽ quýnh trước. Để tôi test thử xem hôm nay có phải như vậy không nha. Đấy, cùng một loại tiên phong nha anh em. Đó là bên mình sẽ đánh trước nha. Ôi, nó lại hợp lý đó nha. Như vậy là cái đó là sẽ khá là đúng nha. Ông nào mà gọi là khiêu chiến trước thì ông sẽ được đánh trước. Ôi, hóa đá như này là quá đẹp rồi đi mơi. Bên ổng đang có một cái con dao mát sư 5 sao. Bên mình là chắc phải bay 2-3 con rồi. Đó, mấy con tiêu chất 14 mình là không có chịu nổi. Giờ mát sư nó còn 5 sao nữa chứ. Ở bên mình bị câm lặng mất cái con Devil rồi. Sầu ghê nơi không. À, như vậy chúng ta đã có thêm một cái nộ nữa cỡ bên của bờ Rolly DPS nào. Tráng đang hóa đá thêm một cái nữa là đẹp. Ai à, lại hóa đá Devil kìa. Thơm. Đây sẽ là Whis. Ok. Giờ cố gắng kích liễu Devil trước khi mà nó sử dụng cái kêu ngộ thôi đi mà. Ấy. Ôi, mém nữa là giết được cái con Whis là mình win chắc cú luôn rồi anh em ạ. Nhưng mà khởi động cái đầu năm cũng khá là ok nha. Nãy giờ mình đánh cũng win này nọ cũng ok, ổng mém đấy. Quay lại đi. Nó không dính câm lặng thì mình sẽ giải quyết cái trận đấu này nhanh hơn một tí rồi. Như vậy là chúng ta đã giết được con Devil bên kia rồi. À, rồi, chúng ta lại có một cái chiến thắng nữa rồi.
Làm sao đây, phải làm sao đây? À, quyết của mình nó lên bảng rồi nè anh em. Bùm. Như vậy là chiến thắng thứ hai chúng ta đã có rồi. Ok. Thơm lừng thơm lẫy luôn. Tại vì đội hình bên kia em nhìn là toàn là 5 sao thôi anh em ạ. Yamasu 5 sao, Devil 5 sao, Go Blue 5 sao và cả con Quýt cũng 5 sao luôn. Úi dồi ôi. Nhưng mà thôi, như vậy là chúng ta đã có những cái chiến thắng rồi. Thôi, mình sẽ để sau ha. Nói ra nhiều một tí đi. Rồi, bây giờ hiện tại bên cái server của mình nó đang ra cái con Go Blue. Nhưng mà mình thì... À, thì mình đi nhận cái phần đá rồng cho anh em xem. Xem là hôm nay chúng ta được bao nhiêu. Đây, nhận mấy cái linh tinh trước đi cái đã. Thì mình sẽ cố gắng đợi cái phần thể lực qua ngày mai xem mình có fix lỗi hay không nha. Thì dù sao cũng đang lỗi rồi. Thì thôi, mình cứ để nó đi. Để nhận cái phần phúc lợi cho anh em xem là mình sẽ cố gắng lên được bao nhiêu phần đá rồng rồi. Đó. Nhận. Ai nhận tiếp. Rồi, lượm. Tôi lên 28.000 rồi. À, ui trời ơi, ngon thế nhờ. Đúng là mấy cái cảm giác mà tôi nhận đá rồng nó phê thiệt sự luôn á anh em. 30k rồi. Còn nữa không? Hai cục. Rồi. 31.976 đá rồng rồi. Lên tiếp. Uầy, tính ra là tôi đã mua hết hai cái đường run hết 10.000 đá rồi anh em. Nên là cũng còn hơi ít một tí. Rồi tôi nhận cái này luôn. Đó, hôm nay là nhận hết cho anh em xem luôn, đầu năm mà. Đi coi như là đi khoe đá này nọ chơi. Rồi ok. Quỷ cấp nè. Mấy cái này bây giờ mình nhận thì chắc mình nghĩ cũng lên được 40 ấy. Còn nếu như mà mình không có nhận mua hai cái viên run đó anh em là mình nghĩ là mình sẽ lên được 50 luôn. Nhưng mà thôi. Bây giờ mình nhận cái này đã. Đấy. Tròn 40 luôn anh em. 40k 601. Rồi bây giờ mình đi quen mèo thử coi là được nhiêu. 199 không? Ôi trời ơi, có 12 đá như này. Rồi cái này thì lên được 500 mấy đi. Rồi 541 cũng tạm. Tiếp 3. 1.200. Ồ cũng được. Cũng lời. Lên. 37 à. Cũng lên được 700 mấy anh em ạ. Ồ. Hấp. Chứ hết rồi. Rồi bây giờ muốn lên nữa rồi hay là nhìn đập luôn biết 4. Khổ thân nghe chứ. Rồi. Nói chung là bây giờ là cái phần thể lực thì chắc là mình sẽ đợi vào ngày mai. Go Blue hiện tại là chắc là cái con này mình cũng đang khá là phân vân, mà không biết là có nên quay hay không nữa anh em. Tại vì mình cũng không có dư đá rồng nhiều. Mình nông dân mà. Bây giờ mình chỉ cố gắng là đợi cái con Go 4 thôi. Tại vì hết con Go Blue tới con Go 4 rồi. Đúng không? Đó nên là cố gắng mình đợi thêm một ít thời gian nữa thôi anh em ạ, là nó sẽ quay trở lại rồi. Sắp tới thì chúng ta sẽ có con Vados đúng không? Nó cũng hơi tốn tí vé, hiện tại mình đang có 166 vé thôi. Hôm bữa mình quay mất cái con Loli rồi. Đó, bây giờ mình nghỉ đây thôi. Mình đợi ngày mai xong rồi mình xả thể lực rồi mình sẽ mở luôn 4 viên luôn cho anh em xem theo là quy trùng không nha. Rồi để coi dưới này có còn mấy cái túi đá rồng này, chắc là tôi mở hết luôn. Ngày hôm nay sẽ lên xem là mình lên được bao nhiêu cái phần đá rồng rồi. Tôi tính là có 40 mấy k nha. Cũng hơi ít nha, đối với tôi là nó sẽ hơi ít một tí anh em ạ. Ây chà, tại vì sắp tới là biết đâu con trinh nó sẽ quay trở lại rồi, nhiều khi là chúng ta có thêm những cái con siêu chứng minh mới nữa. Rồi biết đâu tháng sau tự nhiên nó có những con song long nữa đấy. Mà mình không đua được thì cũng buồn đúng không? À, bây giờ tôi sẽ ráng là tôi cái mục tiêu trước mắt tôi thì lấy con Go 4 trước. Go 4 xong đi. Rồi ví dụ mà sáng tháng sau nó ra cái con đua tớp nào đó ngon ngon thì hấp dội luôn á chứ. Và thêm một cái nữa đó chính là chắc là mình sẽ đợi thêm ngày mai hoặc ngày mốt đi. Thì mình sẽ xin phép là được review cái con ngạc ở cụm đầu có tên là Ông Kệ. Và review con ngạc Mr. Bean của cụm đầu anh em ạ. Tức là những cái con ngạc đã không phải là top 1 nha anh em. Bởi vì hôm như cái video trước mình đã nói rồi. Tức là những cái con ngạc mà top 1 hay là top 2 gì đó là mình cũng không có dám để mà review. Nói chung là tại vì mình cũng biết cái thân phận của mình rồi anh em ạ. Nên là ai mình mượn được thì mình sẽ mượn để review cho anh em xem thôi. Ok, thì hẹn anh em vào cái video của tiếp theo nha. Thank you anh em rất là nhiều. Và chúc anh em một ngày thật là vui vẻ cũng như là một năm mới an khang thịnh vượng luôn nào. Bye bye anh em và thank you anh em rất là nhiều.